em trai tôi và bạn gái của anh đi hẹn hò, cứ nhất định lôi tôi đi làm bóng đèn. Giờ thì tốt rồi, bị đội chống ngoại dâm bắt rồi. Anh tôi nhìn đội trưởng đang đi tới, mặt hoảng sợ. Xong rồi, chị tôi, anh đẩy bạn gái nó về phía tôi, rồi cười nhạo chị gái mình. Chị, Vạn Sâm phải gọi cho tôi khi anh ấy hẹn hò với bạn gái. Người phụ nữ nhìn tôi ngước nhìn lên trời. Khuya rồi, người phụ nữ siết chặt eo tôi như muốn trả thù. Anh yêu, ngoài em ra, còn có bạn gái khác nữa cơ à? Khi anh trai lưu thục đẩy bạn gái đến cạnh tôi hoàn toàn ngơ ngác. Khi lấy lại tinh thần, trước mặt tôi đã đứng một người phụ nữ, dáng người rất cao, hình thể rất đẹp, sở hữu gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ, khí chất rất mạnh mẽ. Tôi nhìn chăm chăm vào cô ấy, rồi nhìn sang Lưu Bị. Lưu Bị ra sức nháy mắt với tôi, rồi anh lao tới mỉm cười với em gái. Chị ơi, chúng ta đều là người lương thiện. Lưu Như Yên liếc qua một cái, cậu có phải người lương thiện hay không? Ta không biết sao, cô ấy nhếch mép lên, nhìn bạn gái tôi đã sững sờ hồi lâu. Cô ấy là ai? Lưu Bị vội vàng nói trước khi tôi kịp nói. Cô ấy, bạn gái mới của Vạn Sâm. Ha 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 ha, em nói xem, họ cũng thật là cặp tình nhân nhỏ ra ngoài chơi nhất định phải kéo tôi vào vu oan cho tôi. Người này vu oan cho tôi, rõ ràng đây là bạn gái của anh ta. Bố mẹ của Lưu Bị đều là cán bộ lão thành, chị gái cô ấy tốt nghiệp trường cảnh sát và cũng đi làm cảnh sát. Toàn gia đình đều là người có công trạng, vì vậy họ đặt ra những yêu cầu rất cao cho Lưu Bị, con trai của họ. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn đặt ra rất nhiều quy tắc cho cậu ấy. Mỗi lần tôi đến nhà cậu ấy chơi đều cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, hậu quả của việc quá ràng buộc là Lưu Bị, năm nay 24 tuổi, bắt đầu nổi loạn. Trước đây, cậu ấy chợt nảy ra ý muốn thử mùi thuốc lá, nên mua một bao thuốc về nhà bảo tôi cùng hút. Tôi làm sao biết hút chứ, cầm trên tay mãi mà không dám hút. Đúng lúc chị gái cậu ấy đến đón về, Lưu Bị sợ quá, vội nhét điếu thuốc đang cầm vào tay tôi. Tôi kẹp mỗi tay một điếu thuốc, nhìn chị ấy. Sau này có bạn gái thì tôi lại thích tìm những người có cá tính mạnh mẽ, khác người, tìm rồi lại không dám nói với gia đình, lén lút giấu giếm như kiểu vụng trộm ấy. Nổi loạn rồi, cũng đâu phải phản nghịch hoàn toàn, anh ta đã khiến tôi gánh tội không ít lần rồi. Lúc này, lại thêm một lần nữa, nghe lời của Lưu Bị, ánh mắt của Lưu Như Yên đã chuyển sang, trong lòng tôi như có cả vạn con lạc đà hoang chạy qua. Lưu Bị không biết rằng, chuyện này hôm nay tôi không thể gánh vác được, lý do rất đơn giản, trước mặt tôi đang đứng chính là bạn gái thật sự mà. Chuyện này Lưu Bị không biết. Lưu Bị ở phía sau mắt sắp giật mạnh vì nhìn chằm chằm rồi. Tôi không phản bội cậu ta, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ đành né tránh tầm mắt của Lưu Như Yên, ngẩng đầu nhìn trời. May mà không bị giày vò quá lâu, có người chạy đến. Đội trưởng, đã bắt được người rồi. Ừm, Lưu Như Yên đáp, tôi đến ngay đây. Trước khi đi, cô ấy nhìn Lưu Bị, mau về nhà đi. Lưu Bị gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lưu Như Yên lại nhìn tôi một cái, ánh mắt mờ ám khó hiểu. Ai mà biết được cái quán bar nhìn thì tử tế đàng hoàng này lại còn có loại dịch vụ đó chứ. Đội chống mại dâm mà đến quét một phát thì mấy người chúng ta cũng toi. Sau khi làm thủ tục đăng ký từng người, đến khi chúng tôi ra ngoài thì đã gần 10 giờ rồi. Lưu Bị gọi giúp tôi một chiếc taxi. Trương Vạn Sâm, cậu về nhà trước đi, tôi còn có chút việc phải xử lý. Tôi sững lại một chút, làm gì vậy? Ánh mắt anh ta lộ vẻ hung ác, đi chia tay. Con đàn bà chết tiệt đó, nhìn thấy đội chống mại dâm thì nói không nên lời nữa. Vừa nãy còn cố gắng trốn sau lưng tôi, dám nhìn thẳng vào mắt chị gái tôi cũng không dám, giữ cô ta lại để làm gì? Anh ta đóng sầm cửa xe, hùng hổ đi tìm bạn gái rồi. Tôi ngồi trong xe, tràn ngập cảm xúc. Về nhà, tôi rửa mặt sơ sài rồi nằm trên ghế sofa xem TV. Tôi thường ngủ muộn, lúc này vẫn chưa buồn ngủ, xem sâu giải trí mãi rồi quên mất thời gian. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi giật mình, vừa đứng dậy vừa đi về phía cửa. Tôi liếc nhìn đồng hồ, gần 1 giờ rồi. Tôi đưa mắt nhìn qua lỗ nhòm, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt, là Lưu Như Yên. Tôi mở cửa, cô ấy đi thẳng vào. Tan làm rồi, Lưu Bị đâu rồi? Tôi đã đưa cậu ấy về nhà rồi, mà cô ấy đã nói dối rằng đơn vị còn việc nên mới đến đây. Tôi đang định vào bếp rót cho cô ấy cốc nước thì cô ấy đã nắm lấy tay tôi, rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Trương Vạn Sâm, sao tôi lại không biết? Ngoài tôi ra, anh còn có bạn gái khác nữa sao? Tôi quay đầu định nói gì đó, nhưng Lưu Như Yên lại trực tiếp hôn xuống, vội vã và mạnh mẽ. Cô càng ngày càng ấn mạnh hơn. Tôi lùi lại phía trước ghế sofa, không còn đường lui nữa, nhưng cô ấy dường như không có ý định dừng lại, ôm lấy eo tôi rồi cùng tôi ngã xuống ghế sofa. Lưu Như Yên thở dốc nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút. Thích tóc hồng, tôi cũng phải nhuộm một cái. Điểm tôi để ý hơi lệch lạc rồi, công việc của anh có cho phép anh nhuộm tóc màu hồng không? Cánh tay ôm eo tôi siết chặt hơn một chút. Tôi bị cô ấy siết eo mạnh đến mức rên lên thành tiếng, như thể đang trả thù. Lưu Như Yên hôn lên vành tai tôi, đồ ngốc, anh nhìn người khác kém quá rồi đấy. Người phụ nữ đó, thật sự không ra gì cả. Tôi đỏ mặt trừng mắt nhìn cô ấy, người này tốt nghiệp xuất sắc trường cảnh sát mà, có khả năng quan sát lời nói và cảm xúc tốt, làm sao có thể không nhìn ra tôi chỉ là... Vậy bây giờ đang cố tình dùng cái này làm cớ để trêu tôi à? Đã để ý đến mắt của tôi rồi. Lưu Như Yên nằm trên người tôi cười khẽ một cái, sau đó em ấy đưa tay che mắt tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Chuyện tôi và Lưu Như Yên ở bên nhau giống như một tai nạn hơn. Cô ấy hơn tôi và Lưu Bị 3 tuổi. Hồi nhỏ Lưu Bị sợ cô ấy, kéo theo cả tôi cũng sợ cô ấy. Hè năm lớp 10, tôi đi tìm Lưu Bị chơi, ở ngoài thang máy tôi gặp Lưu Như Yên, cô ấy vừa đánh bóng về. Trong thang máy đó chỉ có tôi và cô ấy. Vậy mà đúng ngày hôm đó, thang máy hỏng, đột ngột rơi xuống mấy tầng, tôi hét lên và co rúm người xuống đất. Lúc đó, Lưu Như Yên rõ ràng tuổi cũng không lớn, nhưng lại rất bình tĩnh. Cô ấy nhanh chóng chạy đến và nhấn tất cả các tầng, rồi bấm nút liên lạc khẩn cấp. Sau khi biết rằng đã liên lạc được với nhân viên cứu hộ, cô ấy nhớ ra trong thang máy còn có tôi, người đã bị dọa khóc. Tôi nhớ rất rõ trải nghiệm đó, vì lúc đó Lưu Như Yên không dữ tợn, cũng không đáng sợ, mà lại rất dịu dàng.
Cô ấy ngồi xổm trước mặt tôi an ủi tôi, dùng khăn giấy vụng về lau nước mắt cho tôi, còn hát cho tôi nghe nữa. Cũng chính từ ngày hôm đó, ấn tượng của tôi về cô ấy bắt đầu thay đổi. Sau đó, tôi luôn tìm cách đến nhà họ Lưu chơi với Lưu Bị, rồi lén lút để ý xem Lưu Như Yên đang làm gì. Ngoài chơi bóng, cô ấy còn thích làm gì nữa? Tôi bắt đầu muốn hiểu về người con gái này. Cả mùa hè đó tôi ở nhà cô ấy, tôi dành nhiều thời gian ở đó hơn cả ở nhà mình. Rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra, mình dường như đã nảy sinh tình cảm. Trước suy nghĩ này, tôi có phần lúng túng, không biết phải làm sao. Tôi không dám nói với Lưu Bị, vì trước đây tôi thường xuyên đi cùng chị gái cô ấy. Tôi sợ cô ấy sẽ nói tôi là kẻ phản bội, vì vậy, tôi đã cẩn thận che giấu tâm tư này. Cho đến năm thứ ba đại học, khi tôi đang chìm đắm trong hồi ức, thì môi tôi bỗng nhiên đau nhói. Tôi cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt, Lưu Như Yên vuốt cằm, phân tâm cái gì? Không có phân tâm, tôi cũng đáp trả bằng cách hôn lên môi cô ấy, cắn một cái. Chê anh không được, ánh mắt Lưu Như Yên hơi tối sầm, những ngón tay thon dài của cô ấy mở một cúc áo của tôi, đúng lúc chuẩn bị bước tiếp, chuông cửa nhà tôi reo lên, một giọng nói mà cả tôi và Lưu Như Yên đều vô cùng quen thuộc vang lên. Trương Vạn Sâm, mở cửa, tôi là Lưu Bị. Lưu Bị vào trong, lách qua tôi rồi vội vã vào phòng ngủ của tôi, rồi nằm dài ra giường theo kiểu chữ đại. Tôi gọi điện cho anh mà sao không nghe máy, tôi gãi đầu, điện thoại của em bị tắt tiếng rồi. Này, chị tôi chưa về, ba mẹ tôi đi du lịch rồi, chỉ có mình tôi ở nhà, buồn chán quá, tôi sang ngủ với cậu. Lưu Bị đạp đạp chân, giường phát ra tiếng kêu, cục cục. Tôi sợ hãi, có chút lo lắng về chị gái anh ta đang trốn dưới gầm giường lúc này. Tuy rằng Lưu Như Yên đối với mối quan hệ của chúng ta chưa bao giờ cố ý che giấu, nhưng tôi muốn từ từ từng bước. Từ từ nói chuyện này cho Lưu Bị nghe, chứ không phải bây giờ, giống như bị bắt quả tang vậy để anh ấy phát hiện ra. Lưu Bị nghi hoặc, anh nóng lắm à? Mặt đỏ thế, không nóng à? Tôi cười cười, vừa rồi đang tập thể dục, tự giác quá nhỉ? Lưu Bị lầm bầm một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn tôi, đúng rồi, người yêu cũ của cậu đã về nước rồi, cậu biết không? Tôi sững sờ một lúc, vô thức nhìn xuống gầm giường, Lưu Bị nghi hoặc, anh nhìn dưới gầm giường làm gì? Dưới gầm giường có gì? Hắn vô thức muốn cúi xuống nhìn. Tôi lập tức ấn hắn lại, mạnh mẽ ngắt lời, anh vừa nói ai về rồi? Thẩm Hữu Sơ đó, cô bạn gái cũ của anh. Lưu Bị nheo mắt nhìn tôi đoán chắc chắn anh vẫn còn tình cảm với cô ta, dù sao lúc trước hai người chia tay cũng rất đáng tiếc. Bà nội à, đừng nói nữa. Tôi quay người lấy ra từ tủ quần áo một bộ đồ ngủ, ném cho cậu ấy, cậu có tắm chưa vậy? Hôm nay tôi mới thay ga trải giường, cậu tắm trước đi. Lưu Bị rất buồn, bạn khinh thường tôi chỉ muốn nằm trên giường với anh và nói chuyện thêm một chút nữa thôi. Tôi kéo cậu ấy dậy, rồi vừa đẩy vừa kéo đưa cậu ấy vào phòng tắm. Khoảnh khắc tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, người phụ nữ dưới gầm giường im lặng chui ra. Cô ấy vỗ bụi trên người, nhíu mày nhẹ, nhìn xem, hình như không vui lắm. Trước khi cô ấy nói gì đó, tôi đã kéo cô ấy ra khỏi phòng ngủ, đưa thẳng ra cửa. Lưu Như Yên thì thầm, anh nói em là mối tình đầu của anh cơ mà, chuyện này lát nữa anh giải thích cho em sau. Lưu Như Yên nắm lấy cửa, anh định quay lại với người yêu cũ đầy tiếc nuối. Lưu Bị à, rồi anh sẽ giải thích với em sau. Tôi gạt tay cô ấy ra khỏi cửa và đóng cửa lại với vẻ đầy hối lỗi. Khi Lưu Bị tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì cau mày khó hiểu. Trần Vạn Sâm, tôi hình như bị ảo giác rồi. Vừa nãy hình như tôi nghe thấy giọng chị tôi, khả năng nghe tốt thật đấy. Không trách gì kỳ thi nghe tiếng Anh tốt nghiệp trung học của cậu ấy lại cao hơn tôi. 2:30 sáng, cuối cùng tôi cũng được nằm lên giường. Lưu Bị nằm cạnh tôi, một vẻ mặt tò mò. Cậu nói, anh và Thẩm Nhược Thư có thể nối lại duyên xưa không? Không, em rất chắc chắn. Tại sao? Tôi do dự một chút, thì thầm. Tôi đã có người yêu rồi. Lưu Bị sửng sốt, rồi cười đến nỗi đấm vào giường. Ha 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 ha, kỹ thuật lừa dối của anh tệ quá, anh có phụ nữ bên cạnh hay không? Tôi còn không biết sao? Trong cuộc sống của anh còn có người khác giới nào khác không? Ha 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 ha, thật ra thì có, chị gái tôi. Lưu Bị giọng điệu thay đổi, nhưng anh và chị gái tôi thì không thể nào. Tôi nhìn cậu ấy, tại sao? Lưu Bị bí mật đến gần tôi, bởi vì chị gái tôi là người đồng tính nữ. Tôi trợn tròn mắt, cái gì? Lưu Bị gật đầu, mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng tôi nghĩ như vậy. Người phụ nữ bình thường nào lại sống độc thân từ trong bụng mẹ, 26 tuổi mà vẫn không màng đến chuyện yêu đương chứ? Tôi tốt bụng nhắc nhở anh, đừng nói cái suy đoán này với chị tôi. Lưu Như Yên có thể thực sự đánh chết cậu ấy đấy. Lúc đầu tôi không để ý đến tin Thẩm Hữu Sơ về nước, thậm chí sau vài ngày tôi suýt nữa quên luôn người này. Nhưng thứ hai đi làm, sếp bảo tôi đi tiếp đón một khách hàng. Vừa bước vào phòng họp tôi đã ngây người. Người tôi tưởng sẽ không gặp lại nữa, vậy mà lại xuất hiện trước mặt tôi. Thẩm Hữu Sơ mặc một bộ vest công sở, đứng dậy, đưa tay về phía tôi, mỉm cười dịu dàng, lâu rồi không gặp, Trương Vạn Sâm, không giống những cặp đôi khác, chia tay rồi như kẻ thù, việc tôi gặp Thẩm Hữu Sơ rất bình tĩnh, cũng như Lưu Bị nói, lúc chia tay, chúng tôi cũng có chút tiếc nuối, tôi và Thẩm Hữu Sơ là bạn học cấp 3, cùng thi đậu vào một trường đại học, năm nhất đại học, cô ấy tỏ tình với tôi, lúc đó tôi không nghĩ nhiều, đại học lại buồn chán, nên cũng muốn yêu đương cho vui, thế là đầu óc nhất thời thiếu suy nghĩ nên tôi đã đồng ý. Thẩm Hữu Sơ có gia cảnh rất tốt, là một tiểu thư nhà giàu, nhưng cô ấy không hề có vẻ kênh kiệu của một tiểu thư nhà giàu, ngược lại còn rất hòa đồng. Cô ấy biết rất nhiều thứ mà tôi không biết và cũng dẫn tôi trải nghiệm rất nhiều điều mới lạ. Điều duy nhất đáng tiếc là Thẩm Hữu Sơ sức khỏe không tốt, cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Năm thứ ba đại học, cô ấy đã đi du học với tư cách là sinh viên trao đổi, nhân tiện cũng phẫu thuật ở bệnh viện nước ngoài. Thời gian trở về chưa xác định, tôi và cô ấy sau nửa năm yêu xa vẫn chia tay trong hòa bình. Lưu Bị mỗi lần nhắc đến cô ấy, luôn luôn rất tiếc nuối. Cô ấy nói nếu Thẩm Hữu Sơ có được một thân thể khỏe mạnh thì tôi với cô ấy tuyệt đối là đôi bạn thân nhất dưới trời này. Đối với lời nói của cô ấy, tôi không đưa ra bất cứ ý kiến nào.
Sau khi chia tay với Thẩm Hiếu Sơ, tôi không buồn như mình tưởng tượng. Đối với Thẩm Hiếu Sơ, tôi cảm thấy biết ơn hơn. Cô ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ và giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc này nhìn thấy cô ấy trong phòng họp, tôi càng cảm thấy ngạc nhiên. Lâu lắm rồi không gặp, tôi cười và chào hỏi cô ấy. Khi biết rằng cô ấy đã phẫu thuật tim và đã hồi phục hoàn toàn, tôi càng cảm thấy vui mừng cho cô ấy từ tận đáy lòng. Thẩm Hiếu Sơ trò chuyện xã giao với tôi vài câu, rồi liếc nhìn đồng hồ, chúng ta cùng ăn trưa và trao đổi thêm về dự án của công ty anh nhé, chúng ta cũng cần thảo luận thêm một vài vấn đề nữa, cả về tình lẫn lý, những yêu cầu này đều hợp lý. Được, tôi trực tiếp đáp lại, chào mừng cô về nước, tôi mời cô ăn cơm. Tôi và Thẩm Hữu Sơ chọn một nhà hàng Tây ăn hơi yên tĩnh một chút. Chúng tôi vừa ngồi xuống, cửa nhà hàng ngay lập tức lại bị đẩy ra. Tôi liếc mắt nhìn qua một cái, sau đó anh choáng váng. Lưu Như Yên, sao cô ấy lại ở đây? Xong rồi, lần trước tôi còn nói sẽ giải thích với cô ấy về chuyện của tôi với Thẩm Hữu Sơ. Kết quả mấy ngày nay công việc ở công ty bận quá nên tôi quên mất. Còn Lưu Như Yên vì tính chất công việc đặc thù và thường xuyên nhiều ngày không liên lạc với tôi, nên hôm nay vẫn là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau đêm hôm đó. Lưu Như Yên ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy tôi, rõ ràng là có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi định bước tới nói chuyện với cô ấy thì lại nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đi theo sau cô ấy vào. Tôi không hiểu sao tôi lại ngồi xuống. Điện thoại đúng lúc nhận được một loạt tin nhắn từ Lưu bị gửi đến. Tôi đoán sai rồi, chị tôi không phải là người đồng tính nữ. Hôm nay chị ấy lại chịu nghe lời mẹ tôi đi xem mắt, thật là kỳ lạ. Xem mắt? Tôi quay đầu nhìn hai người đang ngồi ở bàn kế bên chúng tôi, khuôn mặt hơi tối sầm lại. Người phục vụ đi đến bên cạnh chúng tôi, đưa thực đơn trên tay cho Thẩm Hữu Sơ. Tiện đây cho hỏi cô Thẩm Hữu Sơ, cô là hội viên vàng của nhà hàng chúng tôi, cô và bạn trai có muốn dùng bữa ở phòng VIP tầng 2 không? Thẩm Hữu Sơ mỉm cười, không cần đâu ạ. Cô ấy không sửa lại cách xưng hô của người phục vụ, còn tôi thì vẫn luôn âm thầm để ý đến động tĩnh bên cạnh. Lúc đó tôi cũng không kịp nói gì, chỉ là tôi phát hiện sau khi nghe thấy tên của Thẩm Hữu Sơ, sắc mặt của Lưu Như Yên ở bàn bên cạnh hình như không được tốt lắm. Bữa ăn này tôi ăn mà lòng cứ như không ở đây, một bên phải nói chuyện với Thẩm Hữu Sơ, một bên lại phải giả vờ vô tình nhìn trộm sang Lưu Như Yên và đối tượng xem mắt của cô ấy thế nào rồi. Thật ra con người không thể làm hai việc cùng lúc được. Tôi không nghe rõ gì cả. Thẩm Hữu Sơ đột nhiên kể với tôi về chuyện trước kia, năm đó ra nước ngoài quả thực là bất đắc dĩ, nhưng may mắn là mọi thứ đã qua rồi. Trương Vạn Sâm, mấy năm nay, thực ra tôi luôn, lời cô ấy nói dở dang, bị Lưu Như Yên cắt ngang. Chào cô, cho em hỏi, các cô đã dùng xong thực đơn này chưa ạ? Thẩm Hữu Sơ sững sờ một chút, tốt bụng đưa cho cô thực đơn. Cô ấy lại sắp xếp lại cảm xúc, nói lại, tôi đã ở nước ngoài mấy năm nay, chưa gặp được ai mình thích cả, lần này về nước phần lớn là vì anh, Trương Vạn Sâm. Cô ấy còn chưa nói xong lại bị cắt ngang, thủ phạm là một người, người đó, chúng tôi nói chuyện hơi lớn tiếng, không làm phiền các người chứ, ngay cả người tốt tính như Thẩm Hữu Sơ lúc này cũng có chút không vui. Tôi cảm thấy Lưu Như Yên giống như bị bệnh vậy, không nhịn được nói một câu, ngắt lời người khác là hành vi rất bất lịch sự. Tôi đoán chừng Thẩm Hữu Sơ muốn nói gì rồi, nhưng phải để nàng nói xong tôi mới có thể từ chối cô ấy. Lưu Như Yên nhìn tôi, trên mặt không có biểu cảm gì. Anh trước mặt bạn gái, nghe bạn gái cũ tự bạch cũng là hành vi bất lịch sự, cô ta có tư cách gì mà nói tôi? Tôi trừng mắt nhìn cô ta, thế thì cô trước mặt bạn trai mà đi xem mắt với người khác thì rất lịch sự à? Lưu Như Yên, cô ấy có chút bất lực chống chán, ai, nói tôi đang ở đâu thì anh đừng quan tâm ai nói với tôi cả, tôi sẽ không phản bội Lưu Bắc đâu. Thẩm Hữu Sơ bị người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này làm cho có chút mơ hồ, cô ấy do dự một chút, hỏi tôi, Trương Vạn Sâm, người này là? Tôi quay đầu đi, lười nhìn Lưu Như Yên, nhưng nhỏ giọng lẩm bẩm, không quen biết, không quen biết. Lưu Như Yên cười trừ nhìn tôi, đúng, không quen biết. Người đàn ông đối diện Lưu Như Yên lúc này đang từ nhà vệ sinh trở lại, cô ấy nghi hoặc hỏi, đội trưởng Lưu, chị gặp người quen rồi à? Lưu Như Yên ân cần đưa giấy cho cô ấy, không sao, tôi nhận nhầm người rồi. Bề ngoài tôi tỏ ra bình thản, thực ra răng hàm muốn nát vụn rồi. Người đàn ông đó liếc nhìn đồng hồ, đội trưởng Lưu, không còn sớm nữa rồi, có lẽ tôi phải đi rồi. Lưu Như Yên cũng đứng dậy, tôi tiễn anh về, cô ấy thật chu đáo. Thẩm Hữu Sơ cũng nhận thấy bầu không khí lúc này thật kỳ lạ và cũng biết bây giờ không thích hợp để nói những chuyện lãng mạn, vì vậy chúng tôi bắt đầu nghiêm túc nói chuyện công việc. Khi nói chuyện công việc, bầu không khí hòa hợp hơn nhiều, cho đến tối. Lưu Như Yên vẫn chưa liên lạc với anh. Được rồi, đây là muốn chiến tranh lạnh với tôi đúng không? Lại đây, ai sợ ai? Vừa lúc đó Lưu bị gọi điện đến, vừa bắt máy liền nghe thấy lời tố cáo sắc bén của cậu ấy. Trương Vạn Sâm, tôi nói cho anh biết, chị tôi, ôi không, chị Lưu Như Yên này tuyệt đối là người bị điên. Đúng, người bị điên, tôi rất hiểu cô ấy. Lưu bị sửng sốt, à, cô ấy gây chuyện với anh à? Không, anh cứ nói tiếp đi. Lưu bị tiếp tục tố cáo, về nhà sau giờ làm thì mặt cứ hầm hầm, còn đi mách với bố mẹ tôi nói tôi đang yêu một cô bạn gái tóc hồng, làm tôi bị mắng nửa tiếng đồng hồ. Tôi chọc ai, đắc tội ai rồi chứ? Trương Vạn Sâm, tôi khổ quá. Tôi im lặng, tôi đoán có lẽ là thân phận điệp viên của cô ấy đã bị bại lộ. Tôi vuốt ve lông cô ấy rồi cùng cô ấy chửi mắng Lưu Như Yên vài câu. Lưu bị lại được dỗ dành tốt rồi. Ban đầu tôi đã âm thầm quyết định trong lòng, Lưu Như Yên không thèm để ý đến tôi vậy thì tôi cũng không thèm để ý đến cô ta. Nhưng mà không ngờ đâu, ngay ngày hôm sau khi tình cờ gặp cô ấy ở nhà hàng, tôi bị mời đến đồn cảnh sát để uống trà. Chuyện này nói ra thật sự rất kịch tính. Trước kia khi tôi còn trẻ tuổi, nóng nảy và không hiểu chuyện, tôi từng viết vài bài văn nhỏ trên một diễn đàn về hoa, nhưng thực sự tôi đã giải nghệ từ lâu rồi. Ai ngờ, những bài viết tôi đã viết lại vẫn luôn giữ được độ nổi tiếng cao, mà trong thời gian này, nhà phân phối mà diễn đàn về hoa tìm được lại gặp vấn đề, để tự bảo vệ mình, họ lại đổ lỗi cho tác giả, nói là tác giả tự in. Tôi hối hận không kịp rồi, tôi chưa từng đến đồn cảnh sát bao giờ,
Không ngờ lần đầu tiên lại là vì chuyện này, tôi bắt đầu bồn chồn, chân cứ giật giật, cho đến khi cửa phòng nhỏ mở ra, tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám liếc nhìn bằng mắt phượng. Chân dài quá, thân hình cũng cân đối nữa. Ánh mắt tôi từ từ di chuyển lên trên, khi nhìn rõ gương mặt người đến, toàn thân tôi cứng đờ ra, rồi ánh mắt cứ đảo qua đảo lại. Kẽ hở đất đâu rồi, sao không có một kẽ hở đất nào cho tôi chui xuống nhỉ? Lục Như Yên cầm một tập tài liệu, thong thả ung dung. Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn thoáng qua tài liệu trên tay. Trương Vạn Sen, khá lắm nha, trên trời dưới đất ta là nhất, bút danh này là của anh phải không? Tôi cúi đầu, phải. Cô viết cuốn sách mỹ nữ mỗi ngày cưng chiều tôi nghiện phải không? Tôi cúi đầu thêm nữa. Giọng nói nhỏ đến mức không nghe rõ. Vâng, đây từng là tác phẩm tiêu biểu tôi tự hào nhất. Tiếng Lâu Như Yên lật hồ sơ vang lên, trong căn phòng tĩnh lặng càng thêm rõ ràng. Đối với tôi, đây là sự tra tấn, bởi vì chỉ có mình tôi biết những gì tôi viết ra đáng xấu hổ đến mức nào, và tôi không biết, lúc này, cô ấy đang xem cái gì. Nữ chính tên là Liễu Như Yên à? Nghe thấy giọng nói của cô ấy vào khoảnh khắc đó, giống như có một tia sét nổ tung trong đầu tôi. Làm tôi choáng váng hoàn toàn, tôi đã quên mất chuyện này, tất cả vì thỏa mãn sở thích nhỏ nhoi của mình, những câu chuyện rác rưởi tôi viết. Nhân vật nữ chính đều tên là Liễu Như Yên, thật sự là xấu hổ đến mức không thể nào che giấu được. Vậy mà Liễu Như Yên lại xem say sưa, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, nhưng lại cố tình hạ thấp giọng, giọng cô ấy còn pha lẫn một chút cười, một đêm 7 lần. Giỏi vậy sao, chẳng lẽ tôi không cần giữ thể diện à? Khi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi đã không còn là tôi nữa rồi, tôi cảm thấy cả đời này, thể diện đều bị mất hết trong ngày hôm nay. Lý Như Yên đi theo sau tôi, cô ấy gọi tôi một tiếng, Trương Vạn Sen, tôi không dừng bước, Trương Vạn Sen, tôi tăng tốc độ bước chân, che tay lại định chạy, nhưng Liễu Như Yên chỉ vài bước đã đuổi kịp. Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, khiến tôi buộc phải dừng lại. Tối nay anh đến chỗ em nhé, cô ấy nói. Tôi sững lại một chút, không nhìn cô ấy, vẻ mặt giận dữ. Chỗ của anh là nơi tùy tiện lắm sao? Dù những thứ anh viết có hơi tùy tiện, nhưng anh không phải người tùy tiện. Liễu Như Yên bật cười, em chỉ muốn giải thích rõ ràng với anh về chuyện ở nhà hàng mấy hôm trước thôi. Cô ấy mím môi lại, hình như có chút do dự. Hôm qua không dám liên lạc với anh, là sợ anh vẫn còn giận. Nếu lỡ lại làm cô ấy giận nữa, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, dù sao cũng còn có một tình địch vừa trở về nước đang rình rập, trước đó ở nhà hàng nói nhầm người rồi, đó chỉ là lời nói nhất thời thôi, tôi xin lỗi anh, tôi nhìn cô ấy mà không nói gì, tôi cũng không đang xem mắt. Tình hình cụ thể là, tối nay em qua giải thích với anh được không? Liễu Như Yên cúi người xuống, đưa tay ra khẽ kéo tay tôi, có vẻ như đang nài nỉ. Cô ấy rất ít khi như vậy trước mặt tôi. Tôi thật là mất mặt, vì hành động nhỏ này của cô ấy mà, cảm thấy hơi bồn chồn, tôi giả vờ ho khan để che giấu. Đội trưởng Lưu, hãy chú ý đến ảnh hưởng xung quanh. Liễu Như Yên cười, được, chú ý đến ảnh hưởng xung quanh. Cô ấy liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn xung quanh xem có đồng nghiệp nào xuất hiện không. Lúc tôi đang thắc mắc, cô ấy rất nhanh chóng nghiêng đầu hôn tôi một cái lên mặt. Vậy là đã quyết định rồi, tối nay tôi sẽ đến tìm em. Cô ấy không thể rời đi quá lâu. Nói vội vàng với tôi câu đó rồi chạy vội về. 10 giờ tối, chuông cửa nhà tôi reo lên, tôi vừa mở cửa ra, liền thấy Liễu Như Yên dựa vào tường hành lang, toàn thân thả lỏng. Thấy tôi, cô ấy cười cười, em đã nói mà, đồ ngốc làm sao có thể nỡ lòng nào đuổi em ra ngoài chứ. Tôi ngửi thấy mùi rượu, nhíu mày nhẹ, chị uống rượu rồi à? Liễu Như Yên gật đầu, ngày mai nghỉ phép, em uống vài ly với mấy đồng nghiệp. Em hơi do dự, không biết có nên cho cô ấy vào hay không. Người này khi uống rượu và không uống rượu hoàn toàn là hai người khác nhau. Trước mặt chị Lưu Bắc và những người khác, uống rượu thì nói ít hơn một chút, lúc nào cũng hơi chậm chạp. Nhưng trước mặt bạn trai em, người này uống rượu xong là sẽ trở nên quấn quýt hơn hẳn. Em vẫn chưa suy nghĩ kỹ, Lục Như Yên đã cúi người xuống ôm lấy eo anh, rồi thuận thế kéo anh vào trong nhà. Cô ấy đóng sầm cửa lại, dựa đầu vào cổ anh. Trương Vạn Sơn, trước đó anh gặp người đó ở nhà hàng, người cùng tôi ăn cơm, cô ấy không phải là đối tượng xem mắt của tôi, cô ấy sắp kết hôn rồi, nên tìm tôi trò chuyện. Hai chữ, dì út, vừa thốt ra, trong lòng tôi liền thấy khó chịu. Trương Vạn Sơn, anh đừng giận, cũng đừng phủ nhận mối quan hệ của anh với em trước mặt bạn gái cũ của anh. Điều này khiến em có chút buồn. Em lập tức cảm thấy áy náy, vội vàng vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, an ủi rằng, anh không giận đâu, em cũng đừng buồn, anh cũng xin lỗi em, chuyện của anh với Thẩm Ngữ Thụ, anh cần phải nói rõ với em, anh và cô ấy đã chia tay từ lâu rồi. Sau này cũng sẽ không còn gì nữa, em có thể yên tâm. Trước kia anh nói với em rằng em là mối tình đầu của anh, chuyện đó cũng không phải lừa dối em đâu. Anh dừng một chút, thật sự, không lừa dối em, dù sao thì người đầu tiên mà anh thích cũng được xem là mối tình đầu mà. Lần đầu tiên thầm thương trộm nhớ, tôi hơi may mắn vì Lục Như Yên đã uống rượu, phản ứng chậm chạp, không kịp suy nghĩ về những lỗ hổng trong lời nói của tôi. Chủ đề này liền nhẹ nhàng trôi qua, nhưng rất nhanh, tôi không còn cười nổi nữa, tay Lục Như Yên ôm eo tôi không hề có ý định buông ra, giọng cô ta bỗng chuyển sang, và đột ngột hỏi, Trương Vạn Sen, khi anh viết tiểu thuyết, trong đầu anh nghĩ đến tôi phải không? Tôi như cảm thấy lửa đang cháy trên mặt, cả tai cũng đỏ bừng lên, tôi gần như nghiến răng nghiến lợi nói, anh không muốn bị đuổi đi thì đừng nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng Liễu Như Yên không hề tự biết mình, cô ta cười khẽ rồi hôn lên tai tôi, Trương Vạn Sơn, anh thật sự đánh giá cao tôi đấy. Tôi định nổi giận thì nghe cô ta lại nói, nhưng nếu là anh, cũng không phải không được. Trương Vạn Sơn, có muốn thử không? Giờ thì, đến lượt tôi phản ứng chậm chạp rồi, tôi còn chưa kịp nói gì. Cô ấy đã lao tới, tôi thấy khóe môi cô ấy khẽ cong lên cười. Con nhỏ này cố ý đấy.
Sáng hôm sau khi tôi dậy đi làm thì Lục Như Yên vẫn còn ngủ. Tôi nhẹ nhàng bước đến, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô ấy, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên má cô ấy. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì người phụ nữ ban nãy còn đang say giấc đã mở mắt. Cô ấy nắm lấy tay tôi, giọng nói vẫn còn hơi khàn. Tối nay anh đến đón em tan làm nhé. Tôi cười, được rồi. Tối hôm đó khi tan làm, tôi liếc mắt đã thấy Lưu Như Yên đang đợi ở cửa công ty. Cô ấy ăn mặc rất gọn gàng, áo sơ mi và quần jean đơn giản, nhưng lại được cô ấy mặc rất đẹp. Cô ấy nhận lấy cặp của tôi, rồi dẫn tôi đi dạo quanh phố thương mại gần đó. Chúng ta đã lâu lắm rồi không cùng nhau đi chơi, nên mọi người đều khá là hào hứng, nên cũng không để ý đến. Phía sau lưng chúng ta, có một người đang nhìn chúng ta với vẻ ngạc nhiên. Lưu Bắc cảm thấy mắt mình hoa lên, chắc chắn là hoa mắt rồi. Cô gái ở phía trước sao lại giống chị ấy thế? Còn chị cô ta thì đang làm gì? Đang xách túi cho một chàng trai. Trời ơi, Lưu Bắc sững sờ, anh ta không nhìn thấy mặt cô gái đó. Nhưng cú sốc này đã giáng một đòn mạnh vào trái tim anh ta. Anh ta nóng lòng muốn chia sẻ tin này với anh em. Lưu Bắc rút điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho anh em. Tôi đi, chị gái tôi, cây già nở hoa rồi, thật sự đang yêu đương đấy, thật kỳ diệu, rốt cuộc là người siêu phàm nào đã cưa đổ chị tôi. Chị ơi, chị đang làm gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn của em? Thôi được rồi, tôi không thể đợi thêm được nữa, tôi sẽ lẻn theo sau, xem thử cô gái này rốt cuộc là ai, đến lúc đó tôi sẽ chia sẻ với cậu, he he. Lưu Bắc nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên, trời sập rồi, người đâu, chị gái to lớn như vậy cùng với anh rể bí ẩn đâu mất rồi. Lưu Bắc vội vàng lao tới, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trên con phố mua sắm rộng lớn. Tôi đang đứng trên phố chờ Lục Như Yên mua trà sữa về, bỗng có người vỗ vai tôi tưởng là Lục Như Yên, cười rồi quay đầu nhìn lại. Rồi, đứng hình, Lưu Bắc thở hổn hển, trời ạ, thật sự là cậu, ra ngoài dạo phố mà không gọi mình, cậu quá vô tâm rồi đấy. Anh ta vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh, anh gửi tin nhắn cho em có thấy không? Tôi từ từ lấy lại tinh thần, anh ấy gửi tin nhắn cho tôi, thì chắc chắn là không thấy rồi, điện thoại để trong túi, mà túi thì đang đeo trên cổ chị gái anh ấy. Ơi, có thấy một người nào không? Lưu bị bí mật lại gần tôi, em đang tìm một người đàn ông, người nào? Tôi vô thức hỏi, Lưu bị suy nghĩ một chút, tóc dài, chiều dài, cô ấy nhìn tôi, đúng, khoảng tầm dài như tóc anh. Và ăn mặc cũng giống như anh hôm nay. Lưu bị không nói gì nữa, nhìn ánh mắt của anh ấy dần trở nên phức tạp. Trương Vạn Sen, anh ấy còn chưa nói hết câu, Lưu Như Yên đã bước ra từ cửa hàng trà sữa bên cạnh. Lưu Bắc cứng đờ quay đầu nhìn chị gái mình, thấy người chị gái đáng sợ, trong ấn tượng của cậu luôn nghiêm nghị không cười, lúc này lại cười dịu dàng. Lưu Bắc cảm thấy mình đang mơ, hơn nữa giấc mơ này hơi quá đáng rồi. Lưu Bắc nhìn tôi rồi lại nhìn chị ấy, hai mắt trợn ngược lên sắp ngất đi. Tôi và Lưu Như Yên vội vàng đỡ lấy cô ấy, một bên trái một bên phải, rồi nhìn nhau một cái. Hôm nay con phố này không đi dạo được nữa rồi. Tối, nhà tôi và Lục Như Yên mỗi người ngồi một bên ghế sofa. Lục Bắc kéo ghế ngồi đối diện chúng tôi, giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Trong tay còn cầm một hộp xà phòng làm như cái búa đóng ở công đường ấy. Hắn dùng hộp xà phòng gõ cái, phịch, nói, yêu nhau được bao lâu rồi? Tôi thì thầm đáp lại, một năm rưỡi. Lưu Bắc sửng sốt, hai người ở ngay trước mắt tôi lại nói chuyện được một năm rưỡi mà tôi lại không phát hiện ra gì cả. Anh ta thở hổn hển, ta cần đôi mắt này để làm gì nữa, hay là ta tự móc mắt mình đi? Tôi vội vàng ôm lấy tay anh ta, không được. Anh ta hất tay tôi ra, liếc tôi một cái, tôi còn chưa hỏi xong, ngồi xuống. Lưu Bắc khẽ ho một tiếng, tiến triển đến bước nào rồi? Tôi lén nhìn Lưu Như Yên một cái, không nói gì. Lưu Như Yên cau mày, Lưu Bắc, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Lưu Bắc nghe vậy thì còn có gì không hiểu nữa, lập tức cầm gối ném vào đầu chị ấy. Mấy món ngon nhà tôi bị heo quật hết rồi, tôi còn không được hỏi vài câu sao? Không hiểu sao lại thành con heo của Lục Như Yên rồi. Mặt không biểu cảm, Lục Bắc hít sâu một hơi, nhìn về phía chị gái, câu hỏi cuối cùng, chị trả lời đi, chị có thật lòng với Trương Vạn Sen hay không, và định khi nào kết hôn? Định khi nào kết hôn? Lưu Như Yên hơi động lòng, cô ấy có vẻ hơi căng thẳng, vô thức dùng ngón tay vuốt nhẹ. Tôi sững sờ, lòng cũng hồi hộp theo, đương nhiên là thật lòng rồi. Cô ấy vừa nói vừa chậm rãi lấy từ túi ra một chiếc hộp nhẫn. Lưu Như Yên mở hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn bên trong ra. Tôi còn đang ngẩn người thì cô ấy đã nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay em. Ban đầu anh định cầu hôn em hôm nay, lòng anh rung động, chưa kịp nói gì, cái nhẫn vừa đeo vào đã bị người ta cướp mất. Lưu Bắc nhét nhẫn vào lòng Lưu Như Yên, thất vọng, nhà ai cầu hôn lại cầu hôn kiểu này chứ, người ta đã đồng ý chưa lại tùy tiện đeo nhẫn, về nhà làm bài tập kỹ càng đi rồi làm lại lần nữa, không cần biết đúng sai thế nào. Lưu bị trực tiếp vừa đẩy vừa kéo đẩy Lưu Như Yên ra khỏi nhà tôi. Lúc này trong nhà cuối cùng chỉ còn lại tôi và Lưu bị. Tôi hơi lo lắng mà bước tới. Lý Bắc quay lưng về phía tôi đi đến trước mặt anh ấy mới phát hiện ra mắt cô ấy hơi đỏ. Tôi cũng thấy khó chịu theo. Lý Bắc, xin lỗi nhé, lúc đầu tôi không có ý định giấu anh đâu, chỉ là muốn tìm một thời cơ thích hợp để nói với anh thôi, nhưng cứ mãi do dự cho đến bây giờ. Lưu Bắc tức giận quay mặt đi, anh vẫn không coi em là anh em, sao lại thế? Tôi đưa tay kéo cô ấy, chính vì coi em là anh em nên mới không dám dễ dàng nói với em. Tôi rất sợ mối quan hệ của tôi với Liễu Như Yên sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Đương nhiên là ảnh hưởng rồi. Lưu Bắc buồn bã nhìn tôi, anh xem em như anh em, sao anh lại muốn làm anh rể em? Tôi không biết nói gì, có chút lúng túng đứng tại chỗ, nhưng lại nghe cô ấy nói làm chị dâu tôi cũng không phải không được. Nếu em lấy chồng về nhà chúng tôi, sau này chắc sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Mẹ anh rất dễ tính, cũng sẽ không có em dâu nào dám làm mặt với em đâu. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Và sau này anh ở nhà có thể công khai chống đối chị gái anh rồi, chắc chắn anh sẽ giúp em mà. Như vậy xem ra anh cưới chị gái anh sớm có lợi cho em, không có hại gì cả. Nhìn cô ấy tự mình phân tích, tôi há hốc mồm.
Cậu ta thay đổi tâm trạng nhanh quá, nhưng mà đây là chuyện tốt, tôi một mặt cảm động ôm lấy cậu ta. Tìm hiểu rồi mới biết theo đuổi anh là tốt nhất, đừng có bộ dạng đó. Lưu Bị đưa điện thoại cho tôi, chị tôi vừa mới mua cho tôi cái máy tính chơi game mà tôi để ý từ lâu rồi, hắn mắc kế rồi, cậu cũng mau khai thật đi. Tôi thắc mắc, khai cái gì? Chuyện cậu và chị gái tôi rốt cuộc là thế nào mà lại dính líu với nhau? Tôi và Lục Như Yên quen nhau như thế nào? Chuyện này nói dài lắm, từ khi nhận ra mình có tình cảm khác với cô ấy, tôi đã vô thức kiềm chế cảm xúc này, và cũng đã trải qua một mối tình gọi là yêu đương khi lên đại học. Nhưng sự thật chứng minh rằng, gặp lại Lữ Như Yên, tim tôi vẫn đập nhanh. Năm cuối đại học, tức là nửa năm sau khi chia tay với Thẩm Du Trù, tôi đã gặp lại Lữ Như Yên ở thành phố đó. Lúc đó tôi hơi ngốc nghếch, nghỉ hè đi làm thêm kiếm tiền, tôi đi làm thêm ở ngoài, mà lúc đó lại ngây thơ dễ bị lừa. Giữa mùa hè nóng nực bị người ta dụ dỗ mặc bộ đồ mascot ngột ngạt kinh khủng, đứng ở ngoài trung tâm thương mại phát tờ rơi. Phát được nửa chừng thì tôi bị say nắng ngất xỉu, trùng hợp lúc đó đang huấn luyện gần đó. Lục Như Yên và các đồng đội đã nhìn thấy, họ đã chuyển tôi đến nơi râm mát. Lục Như Yên nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm của tôi ra, cô ấy nhận ra tôi ngay lập tức. Trương Vạn Sen, Lục Như Yên, nhận ra. Tôi nghe thấy Lục Như Yên nói, coi như là do tôi nhìn lớn lên. Cái gì vậy, rõ ràng là em và cô ấy không chênh lệch nhiều đến vậy. Nhưng anh không có sức để phản bác, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Lưu Như Yên đưa anh đến bệnh viện, thanh toán viện phí cho anh, và vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc anh cho đến khi anh tỉnh lại. Tôi đã cảm ơn cô ấy, nhưng lại không cảm thấy vui vẻ gì, chỉ có thể máy móc cảm ơn cô ấy thêm lần nữa. Từ lúc đó, chúng tôi đã thêm nhau trên WeChat. Cũng chính từ lúc đó, sự liên lạc giữa chúng tôi ngày càng dày đặc. Tôi sẽ cẩn thận lướt xem vòng tròn bạn bè của cô ấy, cố gắng tìm ra giữa tôi và cô ấy có gì đó chưa khám phá ra được điểm chung nào. Cũng sẽ thỉnh thoảng vào dịp lễ Tết giả vờ gửi tin nhắn chúc mừng hàng loạt, thực ra chỉ gửi tin nhắn chúc mừng cho riêng mình cô ấy. Sau khi nhận được hồi âm của cô ấy, sẽ thầm vui một lúc, rồi giả vờ bình tĩnh trò chuyện với cô ấy vài câu, thỉnh thoảng cũng âm thầm hỏi han Lục Bắc về chuyện tình cảm của Lục Như Yên. Cho đến khi tình cảm mãnh liệt đến mức không thể giấu giếm nữa, tôi mới phát hiện mình đã xa lầy khá sâu. Tốt nghiệp đại học năm cuối, tôi về quê lập nghiệp, một phần nguyên nhân là do Liễu Bắc ở đây, chị cô ấy cũng ở đây. Nghĩ lại chuyện đó, tôi lật người nhìn về phía Liễu Bắc. Tôi và chị của cậu có thể ở bên nhau, cũng có sự giúp đỡ của cậu nữa mà. Liễu Bắc mặt kiểu ông già ngồi tàu điện ngầm xem điện thoại. Tôi, đúng vậy, cô ấy từng vô tình giúp đỡ chúng tôi. Lúc đó, công ty Liễu Bắc phát cho các cô ấy phúc lợi, hai vé xem phim, ban đầu đã nói tốt rồi sẽ cùng tôi đi xem. Kết quả đến ngày hôm đó, cô ấy đột nhiên có việc gấp không đi được, chỉ theo nguyên tắc không lãng phí, anh ấy đã rủ chị gái cô ấy đến. Cứ như vậy, tôi và Lục Như Yên lần đầu tiên cùng xem phim. Tôi đã quên mất phim nói về câu chuyện gì rồi, chỉ nhớ là suốt cả buổi xem phim, sự chú ý của tôi đều đặt trên người phụ nữ bên cạnh. Chỉ là về sau, khi thấy nhân vật chính trong phim dũng cảm theo đuổi tình yêu, đã khiến lòng tôi xốn sang. Vào khoảnh khắc bước ra khỏi rạp chiếu phim, tôi đã thổ lộ với Lục Như Yên. Gì? Lưu Bắc lật người đứng dậy. Thành công rồi. Không thành công, tôi thốt lên. Chị cậu khó tán quá. Lưu Bắc bĩu môi, cái cấp bậc gì chứ, ngay cả cậu cũng không vừa mắt, đồ không có mắt nhìn, nó chỉ dám nói xấu chị cậu như vậy ở đằng sau thôi. Tôi theo đuổi Lưu Như Yên quả thật rất khó khăn, nhưng may là da mặt tôi dày lên rồi, càng thất bại càng dũng cảm, người phụ nữ này cuối cùng cũng bị tôi chinh phục. Tôi tự hào hồi tưởng lại quá khứ, quay đầu lại, Lưu Bắc đã ngủ rồi mà miệng vẫn không yên, vẫn là chị ấy, Lầu Như Yên hạng người gì chứ, hồi hám, làm quen với em trai tôi, Trầm Du Trù, vừa về nước chưa được 2 ngày đã định đi. Trước khi đi, cô ấy đã liên lạc với tôi. Vẫn là ở nhà hàng đó lần trước, tôi đã gặp cô ấy, lần này, cuối cùng cô ấy cũng nói hết những lời đã bị Lâu Như Yên ngắt quãng trước đó. Tôi cười nhẹ, và cho cô ấy xem chiếc nhẫn trên tay tôi đã đính hôn rồi. Tôi biết rồi, tôi biết, Tần Du Chữ cũng cười, ngay khi anh bước vào, tôi đã thấy rồi, rất đẹp, rất hợp với anh, hôm nay tôi chỉ đến đây để giải quyết một số tiếc nuối thôi. Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tôi, vợ chưa cưới của anh, có phải là người phụ nữ ngồi cạnh chúng ta lần trước không? Thấy tôi gật đầu, cô ấy bừng tỉnh ra, không trách được, cô ta lại có ác cảm mạnh mẽ với tôi như vậy. Giác quan thứ 6 của đàn ông đôi khi cũng khá nhạy bén, ánh mắt của Lục Như Yên, hận không thể hóa thành vật chất ấy, đến giờ vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Tầm Du Chữ. Bữa ăn này không kéo dài bao lâu, Tầm Du Chữ còn phải vội đi máy bay, ra khỏi nhà hàng, cô ấy mở cửa xe, tôi đưa cô về nhà nhé. Tôi nhìn về phía bên kia đường, không cần đâu, vợ chưa cưới của tôi đến đón tôi rồi. Tần Nhược Trù quay đầu nhìn theo tầm mắt tôi, chỉ thấy Liễu Như Yên đang đứng bên kia đường, đang đi về phía tôi. Tần Nhược Trù bật cười, tự mình lên xe, rồi biết điều lái xe đi. Lúc Lâu Như Yên đến, tôi vô thức đưa tay nắm lấy tay tôi, ăn xong rồi, nói gì vậy, anh tò mò lắm à, chỉ là hỏi thôi mà. Lâu Như Yên im lặng vài giây, lại cúi đầu hỏi, vậy các người đã nói gì? Không nói cho anh biết. Cô ấy đã mách anh rồi. Không nói cho anh biết. Cái gì, cô ấy thật sự đã mách anh rồi. Tôi cười, giật tay cô ấy ra và chạy về phía trước. Lưu Như Yên nhanh chóng đuổi theo. Đông người nhộn nhịp, chúng ta từ từ tan biến trong dòng người. Tương lai vô tận, mỗi người sẽ được ôm ấp hạnh phúc của riêng mình. Em đã ôm ấp, hy vọng anh cũng vậy.